Xin chào các em, hôm nay chị Thảo Trắng sẽ hướng dẫn các em vẽ ống nước. Đây là hình vẽ ống nước mà chị Thảo Trắng đã vẽ sẵn. Và hôm nay chị Thảo Trắng sẽ thực hiện từng bước để hướng dẫn các em hoàn thiện cái ống nước này. Đầu tiên chị Thảo Trắng sẽ vẽ lại nha. Chị Thảo Trắng sẽ dùng công cụ dùng hình bầu dục để vẽ hình dạng của ống nước. Chị Thảo Trắng chọn màu đen. Hình bầu dục và dài giống như hình quả trứng là ok. Rồi chị Thảo Trắng sẽ để cho nó thẳng này. Hướng của nó phải thẳng. Đứng rồi. Rồi chị Thảo Trắng sẽ kích chuột trái này. Rồi, chị Thảo Trắng sẽ dùng công cụ đường cũng màu đen, dùng chỗ nhỏ vẽ một đường thẳng ngang nằm ở đoạn đi ngang giữa nửa gần một nửa hơn một nửa hơn một nửa hình tròn ở phía trên và gần một nửa hình tròn ở phía dưới. Chị Thảo Trắng sẽ dùng đường thẳng để ngăn cách ra. Đường thẳng này sẽ giống sao cho nó thẳng hàng. Rồi, chị Thảo Trắng sẽ dùng hình bầu dục, vẽ một hình bầu dục ở phía bên này để thể hiện cái nắp của cái ống. Quay lại hình. Từ điểm này, từ điểm cao nhất của hình bầu dục lớn, chị Thảo Trắng sẽ rì ra, rì sang ngang. Sao cho hình bầu dục này bị dẹt ra, chị Thảo Trắng sẽ có hình cái nắp. Trang sẽ vẽ thêm một hình bầu dục nữa, hai hình bầu dục để thể hiện cho cái viền của cái nắp. Rồi, chị Thảo Trắng bây giờ sẽ vẽ thêm một hình bầu dục ở bên mép bên trái của cái ống này để vẽ cái gì này? Cái cầm tay của cây ống đúng chưa? Rồi sát vào mép này. Rồi đây là mép ngoài của cái cầm cầm tay của cái ống. Tiếp theo mép trong, chị Thảo Trắng cùng lấy điểm ở giữa này, mép trong. Rồi, tiếp theo chị Thảo Trắng sẽ xóa các phần thừa. Sau đó chị Thảo Trắng sẽ vẽ cái đế của cái ống. Chị Thảo Trắng sẽ xóa các phần thừa này. Ở dưới này là phần chúng ta sẽ không dùng này. Chúng ta sẽ vẽ cái đế xong, nên chị Thảo Trắng sẽ xóa cái phần thừa này đi. Ở bên này cũng xóa đi. Rồi, dùng chỗ nhỏ xóa phần trong này. Rồi ở trên này thì chị Thảo Trắng sẽ xóa ở phía ngoài này. Chỗ nhỏ hơn. Như chị Thảo Trắng sẽ vẽ cái đế của cái ống này, dùng chỗ nhỏ, dùng công cụ đường thẳng, rồi xuống một đường thẳng, hơi bị lật rồi, đi thẳng. Rồi, từ đây vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng đế của ống. Rồi, chị Thảo Trắng sẽ vẽ đường thẳng ở đây nữa. Rồi, bây giờ chị Thảo Trắng sẽ tô màu cho đế này. Màu đen nè, công cụ sơn này. Mình vẽ tô màu.
dùng chổi to nhé. Rồi chị thật ra dùng chổi nhỏ. Rồi chị thật trắng sẽ tô cái mép này cho nắp ống cũng màu đen. Rồi chị thật trắng sẽ tô cái quai của nắp ống màu xám, đường chuỗi to. Chị thật trắng sẽ tắt âm thanh đi. Chuỗi nhỏ hơn. À, và thế bây giờ là chị thỏ trắng đã hoàn thành xong cái ống nước. À, còn cái miệng của cái ống nước nữa, chị thỏ trắng sẽ thiết kế cái miệng của cái ống nước. Chị thỏ trắng sẽ dùng công cụ sơn nữa nha, chổi màu đen. Ở đây vẽ một đường cong ra. Tiếp theo vẽ một đường cong song song với. Rồi, chị thật trắng sẽ vẽ cái ống, miệng ống. Rồi. Thế là chị thật trắng đã hoàn thành xong cái miệng của ống nước. Vậy là hôm nay chị thật trắng đã hướng dẫn các em vẽ cái ống nước. Đầu tiên chúng ta phải vẽ hình bầu dục này. Hình bầu dục để thể hiện hình dạng của cái ống. Vẽ đường thẳng phân tách để thể hiện cái đáy. Tiếp theo dùng các hình bầu dục để vẽ cái miệng của cái nắp, rồi vẽ cái cầm tay của cái ống. Sau đó chúng ta sẽ dùng công cụ xóa và xóa đi các phần thừa, rồi dùng công cụ sơn để tô màu cho các phần. Sau đó chị thỏ trắng lại dùng công cụ sơn, dùng chổi nhỏ nhất để vẽ cái vòi nước của cái ống. Vậy là hôm nay chị thỏ trắng đã hoàn thành xong bài học. Chúc các em hoàn thành tốt bài tập của mình.